xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc điện thoại HTC One M9 và mình được giới thiệu cách đây ít phút. Thì đây là cái chiếc điện thoại cao cấp nhất của HTC hiện nay và nó cũng là cái chiếc One thứ 3 trong cái series cao cấp này của hãng. Thì chúng ta đã thấy rất là nhiều hình ảnh cũng như là video rồi trước đây, thì cái chiếc M9 này nó cũng rất là có mang rất là nhiều tương đồng với cái chiếc M8 lúc trước, cụ thể là cái kích thước màn hình 5 inch và cái thiết kế vỏ nhôm nguyên khối unibody thì nó rất là giống với cái chiếc One M8 và One M7 trước đây. Tuy nhiên nó có rất là nhiều cải tiến, thứ nhất là về cấu hình chip Snapdragon 810 8 nhân, RAM 3GB, camera không còn sử dụng cái loại camera ultra pixel nữa mà thay vào đó là cái cụm camera 20 megapixel. Và các bạn thấy là phía trên nó không có còn cái camera phụ thứ hai nữa, và cái cụm camera này nó cũng thay từ hình tròn thành hình vuông. Bên cạnh trái đây, bên phía bên trái nó có hai cái đèn flash, cái này là bình thường. Đó, thiết kế nhôm. Cái máy mình cầm nó có cái màu sắc là màu trắng, màu bạc kim loại, và HTC nó sử dụng một cái thiết kế gọi là dual finish, có nghĩa là các bạn thấy là cái cạnh viền ở hai bên nó có màu vàng đồng chứ không phải là màu bạc kim loại tương giống với cái mặt sau. Đó, chúng ta sẽ zoom lại nhìn kỹ hơn. Đó, toàn bộ hai cạnh bên đều là màu vàng đồng hết, và có một điểm khác biệt nữa là cái phím nguồn đã được đưa sang cạnh bên phải thay vì là nằm ở trên như là cái chiếc M8, và ở trên thì chúng ta vẫn có một cái dải màu đen, và bên trong này nó có một cái đèn hồng ngoài dùng để điều khiển những thiết bị TV của chúng ta. Và cái phía trước này thì cái camera trước đã được nâng cấp lên thành ultra pixel, giống như là chúng ta đem cái camera ultra pixel từ phía sau lên phía trước, thì cái tác dụng của nó là nó sẽ giúp chụp những cái bức hình thiếu sáng tốt hơn, và HTC nói là nó có thể tăng gấp 300% độ sáng so với những cái camera thông thường. Đây, mình sẽ thử cho các bạn thấy. Mình đã thử chụp vài tấm bằng cái camera này vì thấy là cái độ sáng của nó rất là sáng, rất là tốt, và cái tốc độ chụp của nó cũng rất là cao chứ không có bị giảm cái thời gian chụp. Đó, chúng ta sẽ xem những cái hình mà mình chụp trong cái bài trên tay này. Rồi, nói thêm một chút về thiết kế của cái chiếc One M9 thì các bạn thấy là cái viền hai bên này nó không có bằng phẳng với cái màn hình ở phía trên, mà thay vào đó là nó hơi dư ra một tí, cho nên là khi mà chúng ta vuốt tay như thế này chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là cứng. Đó, bên này cũng vậy. Mình không hiểu sao HTC lại sử dụng cái thiết kế này. Đó, chất lượng hoàn thiện ở mức khá tốt. Và có một cái điểm mới trên cái giao diện, đó là cái quyết dịch Home. Cái quyết dịch này nó giống như là một cái thư mục, nó chứa bên trong những cái phần mềm, những ứng dụng của chúng ta. Tuy nhiên nó sẽ tự động thay đổi những cái ứng dụng này tùy vào cái vị trí hiện tại. Ví dụ như ở đây là mình đang để chế độ Home thì nó sẽ hiển thị như là giao diện lịch âm nhạc YouTube. Đó, khi mà mình đi đến cơ quan văn phòng công ty thì nó sẽ tự động nhận biết cái vị trí mới của mình và chuyển sang cái thư mục là Work. Đó, thì những cái ứng dụng này nó sẽ thay đổi tương ứng với cái vị trí của chúng ta. Thì khi mà các bạn đi đến những nơi nào, những cái vị trí này, ví dụ như ra ngoài, ở nhà hay công việc, thì nó sẽ tự động thay đổi theo. Chúng ta có thể thiết lập những cái ứng dụng này, thiết lập cái địa điểm bằng cách là vào cái menu setting của nó. Ví dụ như đây, địa chỉ nhà, rồi địa chỉ công ty. Đó, chúng ta có thể đặt hai cái này. Thì khi chúng ta đi đến đâu thì nó sẽ tự động thay đổi ứng dụng đến đó. Khá là hay. Rồi, chiếc One M9 này cũng là một trong những chiếc điện thoại Android đầu tiên chạy trên cái hệ điều hành Android 5.0 Lollipop Software. Đây, 5.0.2 và cái giao diện HTC Sense là phiên bản 7.0 mới nhất hiện nay của HTC. Chúng ta xem qua một số cái hình ảnh về cái giao diện của HTC Sen 7. Màu sắc rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Và khi mà chúng ta kéo xuống, đó thì các bạn thấy là cái thanh notification này nó chỉ kéo xuống một ít thôi chứ không phải là kéo xuống hết, và nó chỉ hiển thị đúng những cái thông báo mà hiện có mà thôi. Đó, hiệu ứng rất là mượt mà, rất là đẹp.
Máy chạy rất là nhanh. Và màn hình của máy vẫn sử dụng cái độ phân giải là Full HD chứ không phải là 2K. Mình thấy đây là một cái điều tốt bởi vì máy mang cái độ mịn mà nó mang lại vẫn rất là tốt. Đó, chúng ta không thấy được cái tình trạng rỗ của màn hình. Và nó mang lại một cái ưu điểm nữa so với những cái màn hình 2K, đó là nó sẽ giúp tiết kiệm pin hơn rất là nhiều. Còn đây là một cái chiếc M9 khác, phiên bản màu đen, nhìn rất là nam tính, rất là đẹp. Tuy nhiên cái thiết kế Dual Finish thì không có hiện diện trên cái bản màu đen này. Hai cạnh viền hai bên thì nó vẫn là màu đồng màu đen, chứ nó không phải là màu vàng giống như là trên là cái chiếc máy màu trắng kia. Rồi, xin cảm ơn các bạn.